Trứng. Ê, có thể gọi lại kiểu khác được không? Được. Ừ. Trứng. Thôi bỏ luôn đi nha. Trong khi diễn á, thì những cái mà cái diễn bình thường á, thì bé Nắng sẽ nhờ chú Trấn Thành, chú Trấn Thành sẽ giúp cho bé Nắng diễn linh hoạt hơn, cái nét diễn nó sẽ hay hơn, sinh động hơn. Ủa, mà hai chú đến đây tìm mẹ con chi vậy? Không có chuyện gì tìm được không? Thích nó rảnh nó kiếm chơi được. Còn riêng về cái phần mà khóc lóc thì phải có chú Tuấn. Mặc dù ở ngoài là hai chú cháu rất là yêu thương nhau, thân thiết, nhưng mà mỗi lần mà tới cái phân đoạn mà Nắng cần phải khóc, mà khóc nức nở thì phải có chú Tuấn. Chỉ một câu đơn giản thôi, từ Nắng 1 đến Nắng 2 chú Tuấn làm hoài. Về đi hồi đi, không biết được thôi về. Về nghe. Được không? Thấy trời rỡ rồi đó. Đi về đi. Dìm bá đi đâu? Liền á, khóc nức nở thì nuôi tâm lý rất là lâu, mà thời gian của đoàn thì không cho phép nên bắt buộc Tuấn phải xài chiêu, mà chỉ có một mình Tuấn ở trong đoàn này dám làm điều đó, chứ ai cũng cưng lắm, ai cũng thương lắm, sợ bé Nắng khóc. Tuấn nó xích con ra luôn. Hay ở chỗ là bé Nắng lấy cái lời của mình để tác động vô cái tâm lý, cái xúc cảm của bé Nắng, và bé Nắng lấy cái đó để diễn. Tên không? Ôi có cái cầm trẻ, ấy rồi có cái cầm nhậu quá. Nè, hình này mới vui nè. Mẹ lại đây coi nè. Mẹ vô luôn đi. Hai người đỡ hai nhìn tóc người.